Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chính thức đưa vào vận hành. Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp.hanoi.gov.vn được xây dựng và đưa vào vận hành nhằm triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là một địa chỉ để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin hữu ích cho hoạt động kinh doanh cũng như kết nối hợp tác, quảng bá miễn phí các sản phẩm tới khách hàng, đối tác. Với mục tiêu sẽ có thêm 200.000 doanh nghiệp được đăng ký thành lập vào năm 2020, thành phố Hà Nội hiện đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.